Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Phú Yên tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã số 09 ngày 14 tháng 11 năm 2019 đối với đối tượng Giàng A Nhà, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại bản Kim Bon, xã Kim Bon, huyện Phú Yên tỉnh Sơn La về tội cưỡng đoạt tài sản. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 10 tháng 12 năm 2021 đối với đối tượng Hoàng Thị Huế, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Liên quan đến tội trộm cắp tài sản, Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 17 tháng 10 năm 2016 đối với đối tượng Cà Văn Thân, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Và đối tượng Tráng Láo Lự, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại bản Nha Phên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phải nhận quyết định truy nã số 06 ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũng về tội trộm cắp tài sản. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn, đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện.